ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh, đời năm trước con xin vào trước, một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Quý Tỵ. Chúng ta tiếp tục được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để tiếp tục học cái bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ rồi chúng ta đang học lỡ vỡ cái đoạn kệ của Đức Phật khen chân vọng có không có Phật tính, theo tính viên thông để trở về bản giác. Thì hôm rồi chúng ta đã học hết cái phần mở gút, tuy phải theo thứ lớp, sáu đã mở, một cũng không còn, nơi các căn chọn tính viên thông nhập lưu được thì thành chánh giác. Và đoạn này kỳ rồi chúng ta đã học xong. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như dòng thác, e lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giải đến. Tự tâm trở lại chấp tự tâm, không phải huyễn thành ra pháp huyễn, không chấp trước không gì phi huyễn, cái phi huyễn vẫn còn không sinh, thì pháp huyễn làm sao thành lập? Ấy gọi như huyễn tam ma đề, bảo giác chắc như kim cang vương, không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa, khải móng tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh được, là con đường thẳng đến niết bàn của mười phương các đức Như Lai. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần này. Ở đây Đức Phật nói cái thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm. Chúng ta
học Phật lâu nay á, thì trong lúc chúng ta công phu, chúng ta chỉ một bề loại trừ vọng tưởng thôi. Tức là chúng ta làm sao để cho cái chuyện mà khởi nghĩ về quá khứ nó được lặng, cái vọng hướng tương lai nó được lặng, để chúng ta nhận được cái thanh tịnh. Và đó là cái việc phấn đấu cả đời của người học Phật. Có khi một đời này mình không được mấy phút an tịnh nữa. Nhưng mà đó là cái phần rất là thô thiển, như hồi trước giờ chúng ta đã nói. Tức là những cái ý niệm thiện hoặc là ý niệm ác, những cái thương, những cái ghét, những cái quá khứ, những cái vọng hướng tương lai đó là những cái thô phù ở ngoài tự tâm của chúng ta, gọi là những cái thô phù. Có nghĩa là giống như nguyên một cái biển lớn như vậy, nó chỉ nổi lên những hòn bọt trên mặt nước thôi. Và như vậy á, chúng ta chỉ hơn thua những hòn bọt này mà cả đời chúng ta hơn thua không xong. Như vậy là công phu của chúng ta có tích cực dữ lắm, có tinh tấn dữ lắm, thì chúng ta đè ém để cho mình được đừng có khởi nghĩ về quá khứ vị lai là giỏi rồi. Như vậy là xem như chúng ta đã tu tốt rồi. Nhưng ở đây Đức Phật lại nói tới cái thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã dụng công, ví dụ như bây giờ chúng ta đã đạt được cái cảnh giới là lặng được hết những vọng niệm rồi. Ngồi thời nào chúng ta cũng yên lặng hết, thời nào chúng ta cũng yên tịnh hết, thời nào chúng ta cũng có cảm giác là chúng ta thanh tịnh, và thậm chí chúng ta đã nhập được định luôn. Và lúc cái tâm chúng ta thực sự thanh tịnh, không còn ý niệm quá khứ, vị lai, không còn buồn, thương, giận, ghét nữa, thì lúc đó mình nghĩ là mình đã công phu thành tựu rồi. Và rồi khi chúng ta học những lý luận của thiền, thì chúng ta lại thấy thêm được một chuyện nữa là gì? Mình có một cái lặng lẽ thường tri. Và lúc này đi đứng nằm ngồi ngủ thức, chúng ta cũng ở trong cái lặng lẽ thường tri đó. Và cái lặng lẽ thường tri đang rõ biết cái không khởi niệm này của chính mình luôn. Có nghĩa là bây giờ mình là cái người đang ngồi tại đây không có khởi niệm, hoàn toàn thanh tịnh trong phút giây này. Và chúng ta còn thầm thầm có một cái nhận biết là chúng ta đang thanh tịnh. Chúng ta lắng tâm trở lại cái trạng thái này nha. Đây là một cái chiều rất sâu tâm linh. Đức Phật nói một câu thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm thôi. Như ở đây chúng ta nói để chúng ta thấy cái thức A Đà Na đang hiện hữu của chính mình. Mà thực sự khi đạt được tới cái cảnh giới nào mới nhận biết được cái thức A Đà Na này. Và thức A Đà Na này chúng tôi nói vẫn còn là ý thức mà hồi trước trong tứ niệm xứ chúng tôi có nói. Chính cái chỗ mà lặng lẽ thường biết thầm thầm ở nơi mình, chỗ này nó rất là nhỏ nhiệm. Và không khéo chúng ta sẽ lầm. Và nhiều người lầm, nhiều người đã từng nói với tôi là tâm con nó thanh tịnh rồi, bây giờ con chỉ còn nguyên cái rõ biết thôi. Đi đứng nằm ngồi có rõ biết nó luôn luôn sống với chính con. Vì vậy nghĩ là nếu như không phải là chuyên môn thì thấy người này gần như đạt tới rồi. Đây rõ ràng tâm không còn quá khứ, vị lai, không còn buồn, thương, giận, ghét. Tâm hết sức thanh tịnh và luôn hiện hữu cái thầm thầm rõ biết kia. Lúc nào con cũng rõ biết hết, không có lúc nào con không rõ biết. Động cũng rõ mà tịnh cũng rõ, tất cả những cái đó đều rõ biết hết. Chuyện này nói nghe chúng ta có thể dễ thực hiện và có thể làm được, hoặc chúng ta có thể hiểu được, hoặc chúng ta có thể chấp nhận được. Và chính mình chấp nhận điều này được luôn nữa, đúng không? Nếu chúng ta dụng công tới chỗ này mình chấp nhận không? Hả? Bây giờ hỏi thật, tất cả những gì dụng công theo đạo Phật tới cái chỗ thanh tịnh và rõ biết thầm lặng này chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận? Chấp nhận không? Nói một câu đi. Chúng ta học thiền, những cái chỗ này chúng ta phải chín chắn. Nếu không chúng ta sẽ rớt vào một cái chỗ thầm lặng rõ biết, mà mình nghĩ rằng đó là tánh. Nhưng đó, ở đây Đức Phật xác định nó là A Đà Na thức. A Đà Na thức.
nghiệm lại kỹ coi. Bây giờ chúng ta nghiệm lại kỹ trong lúc chúng ta công phu xem. Chúng ta tới đây, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình lắng tâm, mình tới đây bắt đầu mình được yên lặng hoàn toàn. Vì mình càng lắng tâm, mình thấy cái yên tịnh nó càng trải rộng với chính mình mà. Nó an lạc, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, thân mình gần như bắt đầu nó tan biến, nó không còn ở đó nữa. Tâm mình bắt đầu rỗng lặng, mình nghe giống như một con người không rỗng đang ở đây. Và mình bắt đầu hiện hữu cái rõ biết này. Chúng ta chú tâm tới chỗ này nè, dứt khoát chúng ta phải qua cảnh giới này. Ai mà đi vào định không lướt qua cảnh giới này, ai mà đạt được cái định đại thừa không lướt cảnh giới này chưa phải. Cho nên chúng ta phải tới đây cái đã. Nhưng tới đây chúng ta lại còn có cái rõ biết rỗng lặng. Mà nếu như cái rõ biết rỗng lặng này mình buông lơi một chút đó, thì nó sẽ mất đi cái rõ biết rỗng lặng. Để ý coi phải không? Còn nếu mình có một cái sự chú ý tập trung là công phu á, chúng ta gắng hít thở cho đều, chúng ta gắng lắng tâm, chúng ta gắng ngồi thẳng, tất cả những cái cố gắng đó để nó trở lại một cái trạng thái là rõ ràng, rỗng lặng, yên ổn, thanh tịnh, rõ biết. À, lắng tâm dữ lắm chúng ta mới được tới đây. Và công phu như vậy là không phải đơn giản rồi đó. Nhưng mà tại sao chúng ta không qua được? Khi rời khỏi công phu, chúng ta cũng trở lại con người y như cũ, đúng không? Mặc dù cái rỗng lặng nó đang hiện ở nơi mình trong lúc này, nhưng mà cái rỗng lặng thầm thầm rõ biết đó vẫn còn được một sự nhận định nào đó của chính mình, của riêng mình. Đó là cái đạo mà mình đã tới, đó là cái thanh tịnh mà mình đang có, đúng không? Bên sau cái rỗng lặng rõ biết này còn một người nữa. Cho nên khi mình tu tập mình không đạt được rỗng lặng rõ biết là mình rất là khó chịu. Bữa nay thời thiền không thành công, hoặc là ngày hôm nay do công chuyện bận rộn quá cho nên cái rỗng lặng rõ biết này nó gần như nó có một cái gì xáo trộn, và nó không có hiện hữu rõ ràng trong đời sống này của chính mình. Và nó luôn luôn vận hành ở trong tâm chúng ta, đây là một điều dễ sợ nhất. Sau khi chúng ta dẹp hết những cái buồn thương giận ghét, phân biệt phải quấy hơn thua rồi, thì cái này nó hiện ra. Nói cái này nó tương đồng với cái căn thứ bảy, cái thức thứ bảy là ý căn, là cái mạt na thức. Này nó gần giống như vậy. Này là cái mà nó gợn để bắt đầu dựng lên ngã chấp cho chính mình. Nhưng mà nó không là cái gì, nó chỉ là cái rỗng lặng rõ biết để thấy mình tới đây, để thấy mình đang nhận định sự vật nha. Lúc đó mình vẫn còn nhận định mọi duyên cảnh, nhưng trong cái tâm không phân biệt. Này mới là dễ sợ, chứ nhận định mà phân biệt ai nói. Đang nhận định duyên cảnh trong tâm không phân biệt đó. Tâm không phân biệt đó chính là thức Adana. Vì sao? Vì còn có một cái đang nhận định và còn có duyên cảnh chỗ này chưa ra khỏi, đúng không? Chúng ta nghiệm kỹ rồi chúng ta có tới chỗ này chưa? Ai tới chỗ này thì chúc mừng, nhưng mà chưa phải. Tức là chúng ta chỉ tới cái bờ mé của ý thức. Và tới chỗ này rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tinh tế nhỏ nhiệm để biện biệt duyên cảnh của chính mình. Ví dụ bây giờ mình thấy cái này trở thành màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng là quá thô rồi. Nhìn thấy hoa này nó khác hoa kia là quá thô rồi. Bây giờ nhìn cái này nó không thành hoa nữa, nó chỉ là cái vật hiện hữu trước mắt mình thôi là cũng đã thô lắm rồi. Bây giờ chúng ta tinh tế hơn chút là chúng ta sẽ nghiệm lại thấy rằng mắt khi mình mở ra mình sẽ thấy rằng từ cái chỗ mình đang ngồi cho tới cái bông hoa này là một khoảng hư không, và tới cái này và tới cái này nó không là danh tự nữa, chưa là danh tự của cái hoa, chưa là danh tự của cái bàn, chưa là bất kỳ cái danh tự nào, có nghĩa là ý thức chúng ta chưa hoạt động. Có nghĩ là như vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy là ý thức chúng ta chưa hoạt động, nhưng mà đã hoạt động rồi. Đã có một sự sai biệt giữa sắc và không trước mặt mình, tức là nó đã hoạt động rồi. Thức Adana đã hoạt động một cách nhỏ nhiệm, nhưng mà chưa thành danh tánh. Nó chưa thành danh tánh. Chưa thành cái bàn, chưa thành cái hoa, tức là chưa thành danh tánh. Vì là trong lúc chưa thành danh tánh, nếu mà học ở một cái trình hạng bình thường của thiền học, thì chúng ta có thể thấy rằng chỗ thấy không phân biệt này được gọi là đạo.
được gọi là tánh thấy, được gọi là tánh nghe, được gọi là tự tánh gì đó, nhưng mà thực sự nó chỉ là thức A Đà Na mà thôi. Vì vẫn còn một sự dao động phân biệt nhỏ nhiệm giữa mình và duyên cảnh. Điều này những hành giả tu tập tới đây phải gán nhận ra mình, chứ nếu không cứ thấy mình thanh tịnh rồi. Nhưng quý vị thấy từ cái biển mà nó thô thiển để tạo những cái cơn sóng bạc đầu, rồi tới những cơn sóng nhỏ, phải không? Biển thì bây giờ luôn luôn là sóng lớn, ai cũng có thể nhận biết được. Cho tới sông thì sóng nhỏ hơn, cho tới những cái kênh rạch sóng nhỏ hơn, cho tới những cái hồ. Hồ nước này nói nhìn bình thường chúng ta thấy hết sức là phẳng lặng, đúng không? Nhưng mà nhìn sâu chúng ta sẽ thấy những cái gợn lăng tăng của nó chưa thành hình, không thành sóng mà nó là gợn lăng tăng. Tâm thức của chúng ta tới chiều sâu nó cũng giống như vậy. Khi nó lợn lăng tăng, nó chưa là cái gì hết á, nó không thành vọng tưởng, nó không thành sự phân biệt phải quay, nó chưa thành danh, thành tánh gì hết. Đây gọi là thức A Đà Na. Nó vẫn biện biệt được duyên cảnh, gần giống như cái sự biện biệt của tự tánh. Nhưng có một cái chỗ khác là tự tánh khi biện biệt thì nó không có cái gì ở bên sau nó, tức là không lưu một bì chút hình bóng nào. Nhưng mà cái biện biệt kia thấy vậy vẫn có lưu trữ hình bóng. Đây là điều đặc biệt. Khi chúng ta đi sâu vào tâm thức của mình sẽ nhận ra được điều này. Nếu ai không nhận và không qua được cửa này thì không thể nào thấy tánh, và nhận lầm là tự tánh để rồi tưởng mình là ngộ đạo. Vì chỗ này nó nhỏ nhiệm lắm, nó rất là thanh tịnh để rõ biết. Nhưng còn có một cái người đang rõ biết sự thanh tịnh chỗ này, chính là Thích Ca Đà Na. Thật ra khi trong phu tới những cái chỗ này, nó đến cái đẳng cấp, phải dùng cái từ vậy, phải đến cái đẳng cấp hết sức là chuyên môn. Chỗ này những người chưa chuyên môn thì chúng ta cũng phải chịu lắng tâm nghe để cho nó qua cái đoạn này. Nhưng mà hết sức là quan trọng. Đây là cái cửa ngõ của phàm và thánh. Đây là một điều rất là lạ. Gần như mình chết ngất ở đây, để mình không còn khởi niệm gì hết, mình bất động ngay tại đây, mình không còn rõ, không còn biết cái gì hết, không còn phân biệt phải quấy đúng sai hay dở nữa. Tâm hoàn toàn thanh tịnh để còn hiện hữu cái biện biệt nhỏ nhiệm kia mà thôi. Nhưng cái hiện biệt nhỏ nhiệm đó cũng vẫn là thức A Đà Na chưa ra khỏi. Thì khi nào chúng ta mới ra khỏi thức A Đà Na? Chúng ta cứ tưởng tượng chết, tức là phút chốc đó hết biết, đúng không? Chết là hoàn toàn người đó không biết gì rồi. Chúng ta có dám rớt vào cái cảnh giới hoàn toàn không biết một lần của thân xác không? Ai đây đủ can đảm này? Khi mà chúng ta chết đi cái riêng tư thực sự, để mà lúc chúng ta rõ âm thanh và hình sắc, lúc đó chúng ta và âm thanh cũng như giữa mình và hình sắc, không còn mình và không còn hình sắc nữa. Một sự rõ biết không ranh vứt, một sự rõ biết không khoảng cách, mà nó là một sự hòa trộn với nhau trong cái chỗ này. Một cái rõ mà không có mình ở đây và sự vật đang được mình rõ. Như mình chết hết tất cả những cái biện biệt, không phải là dụng công nữa. Khúc này là khúc mà mình bị khóa chặt tâm thức của mình để mình không gợn lăng tăng được. Cái lăng tăng kia nó chưa thành hình ý niệm thiện, ý niệm ác, ý niệm thương, ý niệm ghét, hoàn toàn chưa có cái gì, nó cũng tắt mất luôn. Nó phải qua được cái ý nhỏ nhiệm này, cái biện biệt nhỏ nhiệm gợn lăng tăng chưa thành hình này. Và chúng ta mới thấy được một điều nữa là gì? Tới chỗ này thì chúng ta mới thấy một cái gợn ban đầu, cái gợn gọi là cái gợn ban sơ của sinh tử. Nó chỉ là một cái gợn thôi, chỉ là một cái gợn nhẹ thôi. Thì muốn biết được chỗ này, chúng ta phải qua đây cái gợn lăng tăng để chúng ta rớt vào cái chỗ không còn bất kỳ một cái gì nữa, chúng ta bị chết hẳn để mình trở thành một người hết biết trong khoảnh khắc này. Chứ còn từ xưa giờ chúng ta biết, biết thô, bây giờ biết tế, biết lớn, bây giờ biết nhỏ, biết động, bây giờ chúng ta biết tịnh. Chúng ta đang còn biết tịnh, biết động ở đây. Cái biết tịnh, biết động thì đối với người ta cho đó là tự tánh.
Nhưng cái biết tịnh biết động này, nếu mà rời cái tịnh và cái động cái biết này nữa như thế nào? Không nương tựa duyên cảnh cái biết này nó có biết không? Có biện biệt một cách rõ ràng không? Chúng ta đặt lại, nếu không có những cái gợn lăng tăng cái biết của chúng ta như thế nào? Lúc đó cái biết này còn hay là mất? Chúng ta phải tinh tế để nhận ra điều này. Và khi mà chúng ta đã vượt qua được cái thức A Đà La nhỏ nhiệm, tức là qua cái gợn lăng tăng, cái gợn lăng tăng chưa thành hình này, chúng ta vượt qua được, thì chúng ta sẽ thấy ngược lại cái từ cái chỗ mà tự tánh hay sanh môn pháp. Lúc đó chúng ta mới hiểu như thế nào gọi là tự tánh hay sanh môn pháp. Theo cái chỗ ngộ đạo của Ngài Lục Tổ Hoằng Đăng là nào ngờ tự tánh chúng ta hay sanh môn pháp. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu ra cái cách sanh môn pháp của tự tánh là cái gì. Lúc đó chúng ta mới hiểu rằng nào ngờ tự tánh chúng ta vốn tự đầy đủ, tại sao nó đầy đủ. Nào ngờ tự tánh chúng ta thanh tịnh, tại sao nó thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh là bất sanh bất diệt, lúc đó chúng ta sẽ thấy. Nào ngờ tự tánh chúng ta bất tăng bất giảm, lúc đó chúng ta sẽ hiểu. Nào ngờ tự tánh chúng ta luôn luôn mới, lúc đó chúng ta sẽ hay. Tới hồi mà cái sự việc đó xảy ra, để con người từ trước đến giờ đã từng nhận định, đã từng hiểu biết, đã từng công phu, đã từng tu tập, chết. Mất đi cái thói quen tu tập luôn, chứ không phải mất đi cái thói quen nghiệp tập cũ nữa. Đây không có nói tới cái thói quen mà hơn thua, buồn thương, giận ghét của thế gian nữa. Đây đến cái chiều sâu rồi. Chúng ta phải chết đi cái công phu đang có của chính mình. Chết đi cái sự tập trung rõ biết của chính mình ngay phút giây này. Gọi là cái thường tỉnh giác, cái hằng tỉnh giác liên tục gì của mình cũng phải chết luôn ngay tại chỗ đó. Vì mình đã chết rồi thì cái tỉnh giác cũng sẽ chết theo. Đừng có nói chánh niệm tỉnh giác lúc này là đúng. Chưa vượt qua khỏi cái thức này. Lúc đó phải chết đi cái chánh niệm tỉnh giác. Để còn một cái giác không phải là chánh và tà. Ở chỗ này. Tức là một sự rõ biết mà không chánh tà, không hai. Không phải của thân này, không phải của tâm này. Lúc đó chúng ta có một cái sự rõ biết khác, không phải là thói quen từ trước đến giờ. Một cái rõ biết mà rất là mới, nhưng mà không lạ. Đây là một điều đặc biệt. Rất mới nhưng mà không lạ. Nhưng mà không phải là cái cũ. Từ xưa giờ chưa ai vượt qua cái cũ để rõ biết mọi duyên. Cho nên vẫn còn kẹt trong cái thức A Đà La nhỏ nhiệm đến mức độ mà nó không rà cái gì hết trơn á. Càng đi sâu vào công phu chừng nào thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái hành ấm của mình nó không có thô phù giống như là ý niệm ghét người này, thương người kia, giận người nọ, nhớ nhung đủ điều. Tất cả những cái điều đó hoàn toàn không có trong cái khoảnh khắc này. Thô lắm. Nên cái phần tinh tế này phải đủ cái trí tuệ thực sự mới soi thấu nó. Soi thấu nó quý vị thấy rất là tức cười. Cả một cái thời thiền của chúng ta thấy nó hoàn toàn lặng dứt những cái kia rồi nha. Cứ nó xong sao như này. Mà nó không có là cái gì hết á. Nó chưa có là, nó không có thành thương, nó không có thành ghét, nó không có thành gì hết. Lăng tăng tăng mình tưởng tượng giống như bây giờ là mình nhìn thấy con, mình thấy con chim đi, không? Chim thì khi nó ấp nó nở, thì cái chuyện ấp hạnh chim nở dễ thấy rồi. Nhưng mà cái hồi trứng chim á, ít có ai thấy lắm, đúng không? Nhưng mà trứng chim nó lớn được đẻ ra thì cũng nhiều người biết, thấy ổ chim là chúng ta thấy cái trứng đó. Rồi cái trứng nó còn nằm trong cái bùn trứng đó, đó là rất là khó thấy. Mà cái chỗ để sanh ra cái bùn trứng, từng cái trứng nhỏ nhiệm kia chưa có thành hình cái gì hết, nó chỉ là một cái điểm nhỏ ban sơ của nó thôi. Đó là đầu mối của sanh tử, thì chỉ có một cái trí tuệ thực sự giác ngộ mới thấy tới chỗ này. Và một phen chúng ta thấy chỗ này thì biết rằng mình ra khỏi sinh tử. Chỉ có những bậc thánh hiền mới đủ trí tuệ thấy được cái thức A Đà La nhỏ nhiệm lăng tăng đó. Phát hiện được nó là ra khỏi sanh tử. Mà ai chưa phát hiện, ai chưa vượt qua thì biết rằng bờ sanh tử bên đây chúng ta chưa qua được. Chúng ta vẫn còn bên đây bờ sanh tử. Đây là điều khủng khiếp trong công phu. Cho nên không phải cái chuyện tu tập là cái chuyện bình thường. Tôi xin thưa là nếu ai càng đi sâu vào chuyên môn của Đạo Phật chừng nào thì chúng ta càng thấy rằng cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật đáng để chúng ta có thể để lại hoài từ kiếp này và tới kiếp nọ hàng tỷ tỷ kiếp nữa. Chúng ta vẫn thấy chưa có thỏa cái sự tôn kính của mình về trí tuệ này của Đức Phật. Rất khó con người thấy được cái điều này mà dạy cho chúng ta như ở đây.
Đức Phật dùng cái từ nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta ở sâu trong công phu, chúng ta qua hoài cảnh giới này không được. Đến một lúc đó, một lúc nào mà trong đạo tràng này của chúng ta, hoặc là có một người hành giả nào bắt đầu công phu tới chỗ này qua không được mới là vui. Tới cái chỗ nó gần lăng tăng mà không cách nào mình phá được. Lạ lùng, không cách nào chúng ta phá được. Giống như một màn mỏng nghi cái mặt trời, mặt trời gần như đã lộ nhưng mà không tỏa sáng được. Một mảng mờ nhỏ nhiệm nghi mặt trời, đây là chuyện kỳ cục. Gần như mọi chuyện đối với mình hiểu hết, đối với Phật Pháp mình hiểu hoàn toàn hết luôn. Lý luận nào mình cũng có thể lý luận được, tại vì nó tới rồi, tới điểm rồi. Nhưng một màn mỏng của cái thức A Đà Na này vẫn còn có một cái gì đó làm cho chúng ta không bùng vỡ. Và một phen để thể hiện cái sự vượt qua cái thức A Đà Na nhỏ nhiệm này là gì? Là mình tự động trong một khoảnh khắc mình không còn là con người cũ nữa, chết hẳn thật sự. Mình là con người mới hoàn toàn. Để cái biết này là mới. Bao nhiêu chục năm công phu dành dụm nữa đều phí uổng. Thật sự phí uổng. Không có dính gì với cái chuyện biết mới này một chút nào hết trơn á. Tới lúc đó mình thấy mình ức nha, đó mình tu quá trời luôn, tu cực khổ dễ sợ luôn á. Mình thấy nó không khỏe. Tất cả những cách dụng công, những cách mà hành trì của mình từ trước giờ nó không có dính gì với cái chuyện mới này. Và chúng ta chỉ là con người mới đó. Và từ đó đến sao đừng nói là tôi sống không được nữa. Thấy cái là trọn đời này và mãi mãi nhân kiếp thì sao mình là như vậy. Chứ mình không nói là ủa sao con thấy đấy mà có bữa rồi bữa sống được, bữa sống không được, tức là còn bên đây chưa qua được. Một người đó rớt xuống nước rồi nói sao mà tôi không ướt, đúng không? Người ra giữa nắng mặt trời nói sao mà tôi không được sáng. Mình còn núp trong bóng tối cho nên lú lú ở đầu có một khe sáng gì ra đó thì mình thấy một chút vậy cái nó tắt lại. Có nghĩa là mình chưa phá vỡ được. Rồi cái khoảnh khắc đó nó làm cho con người ta thực sự chấn động và biến đổi một cách toàn triệt. Nếu ai trong cuộc đời mình mà công phu càng lúc càng yên ổn, càng lúc càng thanh tịnh, càng lúc càng được định, và cái định càng lúc càng kéo dài mà chưa có một lần chấn động thực sự như bom nổ cho nát tan thân tâm của mình thì chưa qua khỏi cái thức A Đà Na. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Đó là cái thức A Đà Na rất là nhỏ nhiệm, đạt tới mức độ gần như là thanh tịnh tuyệt đối, còn biện biệt mọi duyên cảnh nữa, nhưng mà thông qua thân căn để biện biệt. Đó là chỗ mà chúng ta phải biết cái thức A Đà Na này. Và Đức Phật nói tiếp một câu là tập khí lưu hành như dòng thác. Tới chỗ này rồi á, chúng ta mới thấy rằng ủa lâu nay mình tưởng mình định chứ thực sự không có cái gì là định hết đó. Vì sao? Vì nó chỉ có nổ mấy cái bong bóng ở trên mặt nước thôi à. Còn nguyên một cái biển như vậy đó, nó cuồn cuộn như một biển nước chứ không phải là dòng thác, thì nó là cái chuyện bình thường. Cái gì mà thấy là cái hành, tức là lúc đó, cái lúc mà từ trước giờ chúng ta tưởng chúng ta được định là chỉ mới có phá được cái tưởng ấm thô phù, những cái hòn bọt nổi thôi, hoặc là cái biển cái chúng ta vớt hết cái màn đó, vậy cái mình nghĩ mình được định rồi. Chúng ta đã sai lầm từ trước đến giờ rồi. Mới chỉ gọi là đè ép được tưởng ấm, dùng cái từ chính xác là như vậy đó. Gọi là chúng ta gắng đè ép được cái tưởng ấm trong thời gian công phu mấy mươi năm trời của cuộc đời mình, để tâm mình được yên ổn, được gọi là yên ổn, được gọi là thanh tịnh gì gì đó. Nhưng mà thực sự một cái sự vận hành, lưu hành về cái tập khí của mình. Bây giờ mình thấy á, sau thời gian công phu thiền định của mình rồi, mình cảm giác mình thanh tịnh rồi, mình cảm giác mình ngon lành rồi, mình nghĩ là mình đạt đạo hết rồi, tất cả mọi cái đều hết nhiễm với mình rồi. Nhưng mà chưa đụng được đúng cái yếu điểm của mình thì mình thấy mình cũng trơ trơ, không có gì hết. Nhưng mình đâu có biết rằng mình còn nguyên ổ. Phải là hết. Cho nên đụng đúng rồi là bắt đầu lộ ra không còn sót miếng nào. Thì vậy biết rằng là mình cố gắng đè nén, ém nhẹm mình mà thôi, chứ mình không dám đối diện sự thật. Khi những cái ý niệm mà thuộc cái dạng mà nghiệp tập
của mình khởi lên á, mình cho nó là xấu đi. Chính như vậy mà chúng ta bị chết. Thành ra những người tu tập chúng ta phải thấy lại điểm này. Cái đó là cái từ mình sanh ra mà. Từ tự tâm mình sanh ra. Rồi bây giờ mình nghĩ rằng bây giờ nếu mình là cái người tu, người tu cái mình khởi niệm tham muốn là nó xấu à. Khởi niệm tham dục là nó xấu rồi. Cho nên là gắn ém, nó vừa khởi, nó chưa có thành hình, gắn ém, gắn đè, để một thời gian nữa là coi như là vừa có chấm, nó khởi lên là mình đè xuống được. Đè xuống trong một thời gian cái mình có thành một cái thói quen rồi, mình gắn mà đè hết được những ý niệm tham dục ở nơi tâm của mình, nó đè, nó ém đâu, nó để đó, nó để trong cái hốc, đóng kệ, đóng hốc, để đó, để nguyên. Để nguyên. Gì nữa chưa? Không có cho nó có cái dịp bùng phát. Người tu mà ngồi khi mà thả lỏng thân tâm, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm tịnh, niệm bất tịnh xảy ra, mình còn tiếp tục đè nén, tức là chúng ta còn tiếp tục muốn tích chứa ý niệm tập khí của chính mình mà mình không thả lỏng để nó tự trôi đi đúng như nó đang trôi. Đây là chỗ khó khăn của người tu. Tại vì những người đang xuất gia mà đang ngồi thiền cái tự nhiên nó khởi ý niệm, cái nó thích cái này, nó thích cái kia, xấu lắm. Gán đè cho nó lẹ, chừng nào tốt chừng đó, đúng không? Chứ giờ chẳng lẽ người tu mà nghĩ chuyện là thích cái áo đẹp, thích cái xe đẹp, thích cái nhà đẹp sao? Kỳ lắm. Mình người tu mà nó có khởi niệm nó kỳ lắm. Thì chắc chắn là kỳ rồi. Nhưng mà nó không có lộ nó ra thì nó sẽ không bao giờ hết. Chúng ta nên để ý điều này. Cho nên khi công phu những ý niệm đó xảy ra, chúng ta cứ thả lỏng để cho nó xảy ra đúng như thật nó đang xảy ra. Có nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận được cái thiện và cái ác đang xảy ra nơi lòng của mình. Đang thấy cái thiện và cái ác xảy ra một cách rất là bình an, rất là tự tại. Khi mà mình tự tại được ở hai mặt này của chính mình rồi, thì chúng ta mới thấy ra một điều là tập khí của mình từ xưa tới giờ nó đang vận hành cuồn cuộn chứ không phải là hết. Và khi người nào tu thấy được chỗ này thì hy vọng rằng đạo lý sẽ mở cửa cho chúng ta. Chứ chúng ta khó chấp nhận sự thật là mình còn cái dở nó lòng lắm. Trời ơi, tôi tu mấy chục năm nay mà nói từ cái chuyện mà tôi không thanh tịnh đâu có được. Ngồi thiền 5-7 tiếng đồng hồ mà nói mình không thanh tịnh ai chịu chứ. Lúc nào mình cũng hiện cái an lạc, cái thanh tịnh hết đó. Đó là cách mà chúng ta dối mình. Và tự lừa dối chính mình rồi thì đạo lý sẽ bất lập. Cho nên người tu phải thấy được hai mặt của chính mình một cách tường tận và sâu sắc nhất. Thì người đó mới được gọi là thấy được sự thật của hai vấn đề. Chính mình thôi, không cần nói chuyện người ta. Mình còn cái gì, mình phải thấy mình còn nguyên cái đó. Và sự thật cho đến tận cùng của nó, một người ngộ đạo là còn nguyên mọi cái, không có gì tắc mắc. Nhưng trong cái điều kiện này mình không xài, vậy thôi. Mình không có xài. Trong cái cảnh giới người tu, mình sẽ dùng xài cái vốn liếng của người tu. Có nghĩa cái kia mình không xài. Nhưng mà cái mà mình không có xài thì xem như tập khí nó còn, đúng không? Nhìn theo cái thông thường nó là như vậy. Ví dụ người tu mà không lẽ ra chửi lộn với người khác, thấy nó kỳ, nó không giống thôi, không có xài cái đó. Nhưng mà không xài, riết nó trở thành một thói quen, rồi cái mình nghĩ là mình hết rồi. Nghĩ là mình hết rồi, mình nghĩ là mình xong rồi, nhưng mà thật sự còn. Thành ra khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta thấy một cái điều đầu tiên là những cái này nó còn lưu hành ở trong tâm thức của chúng ta. Tận cùng sâu thẳm trong tâm thức chúng ta, cái tập khí vẫn còn nguyên đó. Chúng ta phải thấy được sự thật, cái nguyên vẹn này. Vì cái người tu là người trả lại tất cả sự uy nguyên của vạn pháp. Không có động đậy, không có phấy khóa, không có làm gì hết. Nhưng không phải là người ta không thấy điều này. Còn nguyên nhưng đã được kiểm soát rồi. Đã được kiểm soát. Đã được sàng lọc. Và khi đã được soi thấu rồi thì nó tự bược nhúm sáng. Đây là điều rất lạ. Vẫn còn nguyên mọi cái nhưng bây giờ đã được nhúm sáng rồi. Một phen chúng ta giác ngộ thì tất cả những cái nơi tâm thức của chúng ta
những cái phân biệt phải quấy hơn thua, những cái buồn thương giận ghét chúng ta nghĩ là nó đã hết, nhưng không hết. Nhưng chính bản thân nó đã được đổi chiều. Đây là điều đặc biệt. Toàn bộ cái cát, còn độ cái bẩn ở nội tâm ta đều biến thành vàng ngay phút chúng ta sáng đạo. Một điều kỳ diệu xảy ra, chứ không phải chúng ta diệt trừ hết. Thì những cái đó trở thành cái diệu dụng độ sanh của chính mình. Điều đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Chứ chúng ta đừng nghĩ là chúng ta diệt hết cái dục tâm để chúng ta đạt được sự thanh tịnh. Dục vẫn còn nguyên đó, nhưng mà trở thành phương tiện độ sanh, không phải là dục nhiễm nữa. Đây mới là điều đặc biệt của đạo Phật. Chứ chúng ta đừng nghĩ một chiều là chúng ta phải làm sao cho mình được thanh tịnh thực sự rồi mình quay lại mình cứu độ người khác. Chúng ta đã sai rồi. Vì đạo lý nó không phải nằm ở bề dục hoặc là không dục. Dục và không dục nó chỉ là hai đầu, mà chúng ta có xài đầu nào hay không mà thôi. Khi người ta ra đời nó có hai mặt, thiện và ác, đúng và sai, hay và dở đó. Vì vậy là khi cái đoạn đời họ ra đời, họ làm một cái vị tu sĩ thì họ xài cái gì? Nhưng mà cái phút trước khi giác ngộ đó, những cái nghiệp tập còn, mà chúng ta đụng tới nó thì thành ô trượt nhiễm nhơ. Điều này rất là đặc biệt. Nhưng mà sau khi chúng ta giác ngộ rồi thì tất cả những cái điều này đều là vàng ròng, đều là phương tiện độ sanh một cách tuyệt diệu. Ai đủ cái khả năng để chìm ngắm mình trong tất cả những ý niệm đó và biến tất cả những cái này thành thanh tịnh mới là hay. Đạo lý không phải ở chùa là được thanh tịnh. Nếu mà chọn lựa cái nơi thanh tịnh để mình được thanh tịnh thì thực sự đạo lý chỉ có một chiều thôi. Mà nó phải thanh tịnh tất cả các phương diện của cuộc sống này thì đó mới là đạo lý thật. Nếu không chùa thanh tịnh, ra chợ không thanh tịnh sao? Ra quán tiệm không thanh tịnh sao? Không được. Thật ra chúng ta phải thanh tịnh quá mình trong mọi tình huống. Mà một điều lạ lùng là ví dụ như từ xưa giờ mình có một cái thói quen ăn chè đậu xanh thôi. Một cái chuyện rất là đơn giản. Nhưng mà lâu nay gặp cái chùa ông thầy gạo lứt, ông không cho ăn chè. Cái rồi mình ở trong chùa đó lâu, cái mình thấy mình đâu còn thèm chè đậu xanh đâu. Tại vì nó quên nên nó tạm để nằm đâu đó. Nhưng mà thật sự 10 năm, 20 năm sau mình đã về mình thăm quê, tự nhiên nhà nấu chè đậu xanh ngon quá, là lúc đó khởi niệm thèm. Tức là nó còn nguyên đó. Phải nó được đẩy qua một bên, nó không được dùng xài thôi. Đó là gọi là tập khí của mình. Nó cũng còn ở đâu đó. Nhưng một người sáng đạo rồi cái này vẫn còn nha. Đây là điều đặc biệt. Một người sáng đạo những cái ý niệm về cái muốn ăn chè đậu xanh vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà ý niệm này không còn có cái khả năng để làm cho buộc mình phải ăn. Không có chuyện đó. Cái khác của người sáng đạo và người chưa sáng đạo ở chỗ này, tức là cái dục khi khởi lên với họ, họ hoàn toàn không kìm nén, hoàn toàn thả lỏng một cách toàn triệt. Để nó được khởi lên như nó đang khởi lên, nhưng mà nó khi nó khởi lên nó không vẫn làm cái tự chủ để bị cuốn hút trong dục nhiễm. Chúng ta có nhận được điều này không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái chỗ cực nhiễm là cực tịnh. Còn không chúng ta thấy nhiễm là nhiễm, chứ chúng ta bao giờ thấy cực nhiễm và cực tịnh đâu. Điều đặc biệt của đạo lý phiền não tức Bồ Đề, tức là ngay nơi đó nó là Bồ Đề. Thật ra có những người tu cố gắng đè nén tất cả những cái dục vọng của mình, nhưng mà đủ duyên họ vẫn nhiễm, không ra được. Nhưng khi mà họ đã biết cái cách để họ sống đúng như thực của tất cả mọi cái đang hiện hữu đó, dục tâm đang khởi ra nơi lòng lúc mà chúng ta đang ngồi một mình, hoặc là chúng ta đang ngồi đối diện với một người nào đó, dục tâm nó có khả năng xảy ra. Nếu mà chúng ta kháng cự, tức là chúng ta nuôi lớn nó. Đây là điều kỳ cục ở trong đạo Phật.
Càng kháng cự chừng nào thì càng nuôi lớn cái dục tâm chừng đó. Quý vị có tin được điều này không? Tại đây là một cái thế giới ngược. Thế giới ngược. Càng hướng ngoại chừng nào thì càng tràn ngập ý niệm ở nơi tâm chừng đó. Người mà ít hướng ngoại thì ý niệm ở nơi tâm càng ít. Nó ngược vậy đó. Nó ngược vậy đó. Rồi càng đè nén cái dục vọng ở nơi tâm chừng nào thì cái dục vọng càng mãnh liệt hơn chừng đó. Khiến cho rất là nhiều người phải chết vì chuyện này. Cho nên á, chúng ta phải làm sao để mình có đủ cái bình tĩnh, chúng ta dùng cái từ đủ bình tĩnh, để mình thấu hiểu được chuyện đang xảy ra của chính mình. Chúng ta dùng từ là phải thấu hiểu rõ thông nó, không được lầm lẫn, và cứ thả lỏng để cho nó hiện hữu như nó đang hiện hữu. Lần lần chúng ta sẽ có được một cái nội lực mà thế gian chắc khó lường được lắm. Dục của thân xảy ra, dục của tâm xảy ra, mà nó không có lực để tác động thân tâm nữa, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là bình yên. Chỗ này không biết có ai thông cảm không? Chỗ này rất khó thông cảm. Khi nào mà chúng ta tới cảnh giới này, chúng ta mới thấy rằng nếu mình muốn moi lại cái chuyện quá khứ là không sót một mảy may nào. Thế nên mới có cái chuyện túc mạng thông của Đạo Phật. Vì cái người đã chứng túc mạng minh là người đã thấy ngàn muôn kiếp về trước, không sót một mảy may, đúng không? Nếu sót một cái không phải là người chứng túc mạng minh. Cho nên ngàn muôn kiếp về trước có những cái kiếp mình cũng thanh tịnh, có kiếp mình cũng ô trượt cái chứ bộ. Có những cái giờ, những cái khắc thanh tịnh và ô trượt gần như còn đủ, không sót chỗ nào. Nếu như nó qua mà nó tẩy xóa được á, thì không có cái chuyện chứng túc mạng mình. Tất cả mọi cái vẫn còn đó. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc một người sống đúng với đạo lý, cái khác của người sống đúng đạo lý và không sống đúng đạo lý ở chỗ này. Mọi cái đó nó là cái đó. Còn bây giờ là cái hiện tiền của chính mình ngay tại đây và bây giờ. Thì trong cái khoảnh khắc hiện tiền ngay tại đây và bây giờ, nó không có hình đóng bóng của quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó không có thời gian và không gian, không có trước đó và không có sau này. Thì một người đang sống phù hợp với đạo lý là họ luôn luôn sống bằng cái đó, cho nên họ không kịp lấy cái chuyện quá khứ ra để xài. Mình đâu có đủ thời gian để lấy chuyện quá khứ đâu. Cho nên nghiệp tập vẫn còn nguyên đó, nhưng mình không phải là nghiệp tập. Mình đang là cái người hiện hữu mới ngay khoảnh khắc này. Cho nên cái chuyện nghiệp hay là không nghiệp không còn quan trọng nữa. Và một phen mà mình hiện hữu nơi khoảnh khắc mới này thì tất cả nghiệp chướng có như là không. Cho nên nó nghiệp chướng bổn lai không, tức là xưa nay nó giống không. Và thấy sâu hơn nữa thì chúng ta thấy tất cả những cái dục nhiễm, những cái khởi niệm khi chúng ta thấy tới đạo lý rồi thì nó chỉ là những cái ảo đang hiện ở trong tâm của chính mình. Chúng ta thấy sâu tới cái chừng đó thì chúng ta thấy cái ảo của nó. Chứ không dùng cái từ mà chúng ta có thể dễ hiểu, nó ảo ảnh thôi. Nó là cái gì, cái mơ hồ. Nó không có thực sự thành là cái gì của chính mình. Chúng ta phải thấy được cái điều này. Cho nên dù là tập khí ở đây Đức Phật nói là nó cuồn cuộn như dòng thác chảy. Nhưng mà tất cả những cái cuồn cuộn đó, thực sự cái người mà chưa có qua được cái chân trời của ý thức thì chúng ta thấy rõ ràng là tập khí chúng ta là vấn đề quan trọng cần phải đối phó. Không, khởi niệm dục là chắc chắn là làm cho chúng ta mất thanh tịnh, làm cho chúng ta sẽ mất đạo lý, làm chúng ta sẽ mất cái gì đó. Vì lý do muốn bảo vệ đạo lý, bảo vệ sự thanh tịnh, bảo vệ cái gì, và sâu nhất là bảo vệ bản ngã của mình. Cho nên mình không cho nó khởi cái này lên. Chỉ có vậy thôi. Còn khi chúng ta thả lỏng để nó ra đúng như cái nó thì nó có thể nó phá vỡ. Chúng ta sợ một cái là nó sẽ phá vỡ đạo hạnh của chính mình. Cho nên phải bằng đủ mọi cách để đối phó với nó, bằng đủ phương tiện để đối phó với nó, bằng đủ cách thức để đè ép nó, làm sao để nó đừng hiện khởi. Thì nó không hiện khởi là nó sẽ không mất. Cái gì nó tới nó sẽ qua. Cái gì nó tới không được là nó chờ đợi, nó tìm cách để nó tới.
giống như nước là cái hồi nó chỉ là một cái khe nhỏ chúng ta ngăn nó, đúng không? Chúng ta ngăn không cho nó chảy qua thì nó sẽ từ từ nó ngập lên, thì cái bờ ngăn chúng ta sẽ lớn hơn và nước nó sẽ dâng nhiều lên, đúng không? Và chúng ta sẽ đắp cái bờ cao hơn nữa, nước sẽ dâng nhiều hơn nữa, đắp bờ cao hơn nữa, nước sẽ dâng nhiều hơn nữa, tới cái hồi mà cái bờ chúng ta không đủ sức đắp thì nó bể bờ, nó sẽ tràn ra, thì lúc đó không ai đỡ nổi. Cho nên khi cái dòng chảy cái tâm thức xảy ra với chính mình là cái người đủ cái bình tĩnh, chúng ta sẽ để nó hiện như nó đang hiện và nó sẽ ra đi như nó đang ra đi, thì mọi cái tự động sẽ bình ổn. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái tập khí là những cái thói quen của chính mình, và rất là nhiều thói quen ở trong cuộc đời này, quen cái kiểu mà chải tóc của mình thôi. Mình chuẩn bị ra đường mình sẽ kẻ cái kiểu tóc đó, đó mình mới đi ra đường có một hai người khen, nhiều người khen cái mình thấy rồi là cái kiểu này là cái bộ ăn khách nè ha. Từ đây sau ra đường mình sẽ chảy cái kiểu đó. Mình kẻ môi, mình kẻ chân mày, mình làm cái gì đó mình thấy cái này là nhiều người chấp nhận được, là nó trở thành thói quen, cái bắt đầu mình đi mình không làm vậy cái mình thấy mình khó chịu lắm. Thấy nó đứng cấn cái gì vậy? Nó trở thành cái tập khí, thành thói quen của chính mình. Tập khí ở đây chúng ta Đức Phật nói là dùng cái từ là tập khí, thì chúng ta tưởng tượng giống như là mình cái tay mình nắm con cá, nắm lâu rồi, cái dù mình có rửa xà bông cho thiệt là sạch cái tay, hiện tại thì cái tay nó hết rồi, nhưng cái mùi nó còn, cái mùi nó còn. Thì những cái chuyện mà chúng ta quen làm của nhiều kiếp, cái mùi nó còn. Thành ra khi gặp cái chuyện tương ưng á, nó mới bắt đầu bùng phát. Còn không mà thôi nó ngủ ngầm ở đó, nó ngủ yên, không đủ trí tuệ để kiểm soát nó thì mình nghĩ là nó hết. Nhưng khi chúng ta đủ trí tuệ, chúng ta thấy rõ ràng là anh nào cũng còn nguyên ở đó. Nhưng chúng ta nói lại, cái còn nguyên này của cái người chưa sáng đạo thì nó trở thành chuyện, nó trở thành năng lực tác động, nó có thể cuốn hút và nó làm cho chúng ta sai lầm. Như một người sáng đạo rồi vẫn thấy nó còn nguyên đó, mà một phen đã được nhuốm bởi cái trí tuệ Phật đạo. Hồi xưa nhuốm bởi vô minh, nhưng bây giờ được nhuốm bởi trí tuệ của Phật đạo rồi. Cho nên tất cả những cái dục, những cái niệm, những cái ý niệm dù nhỏ nhiệm nó cũng được nhuốm bởi Phật đạo rồi. Cho nên nó hiện khởi, nhưng mà thực sự thanh tịnh. Đây là điều mà thế gian không bao giờ hiểu được đối với người đạt đạo. Chúng ta không tới cảnh giới này, chúng ta không bao giờ hiểu được. Thật ra họ dù ở bất kỳ cảnh giới nào, họ cũng thanh tịnh. Thiền phải đạt tới cảnh giới này. Nếu mà không đạt tới cảnh giới này, chưa phải là thiền sư chân chánh. Đối với chuyện thanh tịnh là mình thanh tịnh, mà đối với chuyện không thanh tịnh là mình ô trượt là không phải rồi. Nhưng mà chưa tới thì làm ơn đừng có thử. Đừng có thử. Rồi thử là mình đi luôn, không có đường để quay lại. Và Đức Phật nói là e lầm chân hay phi chân nên tôi thường không diễn giải đến. Tức là Đức Phật hồi nãy nói là cái thức A-đà-na đó. Và rất là nhiều người lầm tưởng nó là chân. Tức là cái nó thanh tịnh mà. Nó thanh tịnh đến mức độ mà nó gần như định. Nó lặng mà nó rõ biết. Nó chỉ là cái gợn lăng tăng để nhận biết mọi duyên thôi. Nó chỉ là cái gợn lăng tăng để nhận biết mọi duyên thôi. Rất là nhiều người lầm ở đây. Và có hàng hà sa số những cái tông phái thiền, không phải ở Việt Nam mà khắp thế giới này, nhận lầm cái thức A-đà-na là tự tánh. Cho nên Đức Phật ít nói tới nó lắm. Đức Phật ít bàn tới cái rõ biết thường hằng của chính mình lắm. Đức Phật không muốn nói tới. Đức Phật phá hết tất cả những cái sai lầm của mình để mình hiện nguyên hình mình thôi. Chứ Đức Phật không diễn tả là cái tự tánh là thế này, tự tánh là thế kia, tự tánh là thế nọ để người ta lầm. Tại cái chỗ này, cái chỗ mà cái thức A-đà-na, cái rõ biết thức A-đà-na nó thanh tịnh gần giống như cái thanh tịnh của tự tánh. Thì Đức Phật ít nói tới, Đức Phật ít bàn tới. Ra cái chuyện mà lầm lẫn để nhận tánh nhiều người lắm. Nhiều tăng ni và Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng mình xong rồi, mình ngộ tánh rồi. Tại vì mình nhiều ngày thanh tịnh quá.
nhiều tuần lễ thanh tịnh quá, nhiều năm tháng thanh tịnh quá. Cho nên cứ vào ra trong cái thanh tịnh đó hoài, mình nghĩ là mình xong việc, mình tu tốt rồi. Nhưng mà xin thưa, chúng ta chỉ lẩn quẩn trong cái thức A-đà-na nhỏ nhiệm kia mà thôi. Nhưng rồi cùng cụng tập khí vẫn còn nguyên. Khi nào chúng ta thấy rằng tất cả những tập khí còn nguyên đó mà nó đã bị nhúm đạo rồi, thì người đó mới vượt qua khỏi cái thức A-đà-na, vượt qua khỏi tập khí của chính mình. Thật sự nói từ vượt qua thì nó tầm thường quá. Một người khi sáng đạo rồi, một khoảnh khắc mà chúng ta ở trong đạo lý đó, thì toàn bộ pháp giới này được biến thành đạo lý, chứ không có nói là tập khí, là ô trược, là nhiễm nhơ nữa. Cho nên họ xài cái gì cũng thành đạo lý. Đó là cái người sáng đạo. Còn không thì sẽ bị lấy cái này bỏ cái kia, phải làm cho cái này sạch, làm cho cái kia nó thanh tịnh, vân vân. Tất cả những cái đó là những cái chọn lựa của tâm thức chưa ra khỏi. Tự tâm trở lại chấp tự tâm, không phải huyễn mà thành ra pháp huyễn. Mình tu mình nghĩ rằng ba cái chuyện lộn xộn mình giải quyết hết rồi, đúng không? Giải quyết sạch hết rồi, bây giờ còn cái thanh tịnh rồi. Mình chấp cái thanh tịnh là mình chấp cái yên ổn rộng lặng là mình chấp cái rõ ràng lặng ở nơi tâm là mình, và tự tâm quay lại chấp tự tâm. Chứ chúng ta không bao giờ chết cái tâm này để không còn là tự mình hay là không phải tự mình ở chỗ này. Cho nên ai tới chỗ này phải chết luôn một lần nữa để mình thấy rằng mình không còn có cái nhận biết cũ. Cái nhận biết cũ hoàn toàn tắt mất, nó thân căn ngũ quẩn này dùm đi. Rồi lúc đó chúng ta được sanh ra ở chân trời Phật Pháp, một sự tỏ thông mà không phải là thân căn, mới đến với đạo. Chứ còn quý vị cứ nghĩ rằng mình tu mình nhận được cái làm thầm lặng lặng rõ biết thanh tịnh đó là mình ngộ đạo, là chúng ta đã nhận lầm. Giống như Đức Phật nói đây, Đức Phật sợ người ta nhận lầm, nhưng mà dù cho Đức Phật có sợ đi nữa thì rất là nhiều người nhận lầm chỗ này. Sau khi học thiền một giai đoạn, chúng ta thấy rõ ràng là cái chỗ thanh tịnh đó là đúng rồi. Qua nhiều năm, nhiều tháng tu học của mình, chúng ta kết luận cho chỗ này là hết chạy rồi. Cho nên gắng nắm, tức là tự tâm chấp lấy tự tâm, tức là mình chấp lấy sự thanh tịnh của chính mình để mình an trú trong cái sự thanh tịnh đó là rất là. Thật ra chúng ta đang tu theo đạo Phật, nhất là đi vào con đường chuyên môn của thiền học, mà chúng ta không dám một ngày thả toạn thân tâm của mình ra. Có nghĩa là đừng có chú một công phu. Quý vị thử đi, ai đủ gan thì thử một ngày, mất cái gì tôi chịu cho. Quý vị thử thả lỏng toàn bộ thân tâm của mình trong một ngày nha. Thử thôi, cái ngày nào mình có thể sắp xếp công việc được, ở nhà mình cũng được. Rồi lúc đó mình hoàn toàn không có dụng công. Đừng có dụng công, đừng có là chú tâm tu, đừng có là gì hết, hoàn toàn hết đi tất cả những cái cách mà mình làm từ trước đến giờ. Những cái cách tu tập này, những cái cách tu tập kia, những cái pháp này, những cái pháp nọ gì đó, cái mình làm sao cho mình thanh tịnh hoặc là không thanh tịnh gì đó, tất cả những cái đó loại trừ hết để mình còn nguyên là cái mình ở đây, mà không cho mình chuẩn bị trước cái gì về công việc của ngày nay. Nghe chưa? Không được chuẩn bị một khoảnh khắc một chút mà mình làm cái gì cũng không được chuẩn bị nữa. Phải thả lỏng, vừa khởi niệm chuẩn bị làm cái này, vừa khởi niệm chuẩn bị làm cái kia, vừa chú tâm để tu tập cái nọ, chúng ta thả lỏng luôn nó đi. Để chúng ta là cái người hoàn toàn không có một cái gì được gọi là chuẩn bị hết. Thử đi nha, bữa nào chúng ta thử một ngày. Thì chúng ta mới thấy được một ngày đó mới thực sự là mình. Còn khi chúng ta muốn làm cái này thì cái này là của ai cho mình mượn á, ông thầy nào đó dạy, cái sách nào đó nói, ông thầy quyển kinh nào đó bày mình á, mình nương theo cách này, mình nương theo cách kia, mình nương theo cách nọ, tất cả những cái đều là một sự nương tựa thì không phải thật mình. Khi chúng ta thả lỏng hết, chúng ta không có dựa theo ai hết, không có hành bất kỳ cái pháp nào hết, thì con người thật mình mới lộ ra. Ai dám sống được như vậy giữa trần gian này thì người đó mới có thể ngộ đạo được. Những người nhập thất là điều kiện tốt nhất để mình thả lỏng mình. Ví dụ, từ trước đến giờ mình đang đứng rồi muốn ngồi là mình phải ngồi từ từ, đúng không? Ngồi lơ mơ nó té,
À, nhưng mà tới lúc đó mình cứ buông mình rớt đi, buông mình rớt mà không hề gượng, dù mình có đập cái bịch xuống đất để cho mày rớt thử như thế đi. Có ai làm cái này, có ai tập cái này thử chưa? Thử một lần đi. Và lúc đó là chúng ta thấy là khi mình buông mình ra mà không còn một chút gượng gạo để mình rớt đến một cái chỗ mình không còn có một cái gì sợ rớt nữa thì rớt xuống đất. Rớt đất là không còn cái gì để rớt nữa. Và thường là khi tôi nhập thất là tôi dọn trống giường rồi hết, để một khoảng không rồi đó. Tôi muốn lăn ở đâu tôi lăn, tôi muốn nằm ở đâu tôi nằm. Tôi thả cho mày sống đúng như mày đang có, thử coi mày sống tới cái mức độ nào. Và sự thật mà mình thả mình ra được trong một khoảnh khắc là yên tịnh liền. Đây là một điều rất lạ. Còn mình theo pháp này, mình theo pháp kia, mình theo pháp nọ, ông thầy chỉ mình trước khi nhập thất là phải nhờ ông thầy chỉ mình cái cách nào tu đặc biệt nhất. Thầy chỉ một cái câu tâm yếu nào đó để cho con sống, thầy chỉ cho con một cách tu nào đó hay, thiệt là hay, để cho con hành trì. Ví dụ vậy thì bây giờ là mình vô cái mình ôm pháp ông thầy, mình nương một cái pháp nào đó, tức là mình không chịu thả mình ra, không có nương cỏ tựa lá, không có nương thầy, không có nương Phật, để mình là mình trong cái phút giây mình đang sống ở đây. Ví dụ như mình đang ngồi đây, mình thả cho cái thân mình rớt giống như cục đất được rớt từ hư không xuống, để chúng ta rớt mình hoàn toàn ngay tại đây nè. Thân chúng ta tự động mềm rỗng ra, tâm chúng ta tự động thanh tịnh liền. Còn không, chúng ta không có nhập đạo được nếu chúng ta còn có thấy rằng cái pháp này là hay nè, ông thầy này là ông chuyên môn lắm rồi, cho nên ông chỉ mình chắc chắn là trúng nè. Vì vậy nương ngỗng để mà tu thì rồi bế tắc. Cho nên sống với chính mình là tuyệt đối không còn nương tựa. Mà hình như là có một vị thiền sư Việt Nam nói chỗ này, Hương Hải thiền sư, ngài nói có một câu là chớ dẫm Như Lai vết đã qua, trong một bài kệ có một câu là chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Dù có vết đi của Đức Phật chúng ta cũng không được dẫm. Chúng ta đủ gan này không, trong cái khoảnh khắc riêng tư của chính mình, chúng ta đủ để có thể buông hết tất cả những cái mà mình học hiểu từ trước tới giờ, đủ gan này không? Ngay tại đây thôi, tất cả những cái gì mà mình đã thu nhập được, tất cả những kiến thức gì mình đã có được, mình dám rủ sạch để mình còn nguyên là mình ở đây chưa? Thì chúng ta liền hiện nguyên mình. Và lúc đó chúng ta hiện nguyên cái thân tâm mà không được dính cái gì, không có chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Chúng ta hết đi những cái chuyện đó, chúng ta không vướng vào những chuyện đó, thì chúng ta là cái mới hẳn liền. Chúng ta mới phát hiện rõ ràng là mình mới. Thân tâm này đang diễn ra trong khoảnh khắc đang mới này, chúng ta không ở cũ được, cho nên không vướng động được. Thì chỗ này mới chính là giải thoát. Cũ lại mới là vướng mắc, mà mình không cũ được, phát hiện được một sự thật đó. Ra ở đây ấy, nếu mà chúng ta chấp phải, chấp quấy, chấp kiến thức, chấp công phu là một loại tâm chấp tâm. Và không phải chấp công phu nữa, mà chấp cái thành quả công phu mới là dễ sợ. Không, mình chấp phải, chấp quấy, chấp đúng, chấp sai, chấp hay, chấp dở là cái chấp đó nó thường lắm. Chấp đó nó thường lắm. Tới hôm mình công phu được thanh tịnh rồi, đạt tới cái chỗ mà nó nếu mà mình bình thường là mình thấy nó thanh tịnh, nhưng mà nhìn kỹ nó thấy nó gợn lăng tăng, mà gợn lăng tăng nó cũng không chẳng là cái gì. Thì chỗ này nó thanh tịnh quá, nó yên ổn, nó an lạc quá, chỗ này gán giữ, gọi là tâm chấp tâm. Tiếp tục chỗ chấp mới, tiếp tục trò chơi mới của tự tâm. Mặc dù chỗ này nó không có nhơ, không có nhiễm, nó không có động, nhưng mà đó cũng là một hình thức tâm chấp tâm. Cho nên trong phút chốc mà thiền sư ngộ đạo không có nghĩa là họ nhận được cái gì chỗ chính mình. Chúng ta đừng có hiểu lầm. Phút chốc đó không phải có con người ở đó để nhận đạo. Không có đạo và không có người nhận. Chỗ đó tuyệt đối không có hai. Chỗ đó con người này phải chết. Khi con người chết thì tự động nó hiện hữu cái đó ra. Chứ không phải là mình thấy chỗ này là đạo mình nhận, không phải như vậy. Thấy cái chỗ thanh tịnh để mình an trú, không phải như vậy. Tất cả những cái chỗ nào đó mà mình có thể lưu trú được, mình có thể gìn giữ được, mình có thể bảo thủ được, mình có thể an trú được, thì tất cả những cái chỗ đó còn nguyên bản ngã.
chúng ta nên biết. Dù cái an trú đó là cái an trú thanh tịnh, dù cái an trú đó là an trú của định, nhưng chỗ đó vẫn còn nguyên bản ngã, không có ra được. Thì cái chỗ không phải quyển mà thành ra pháp quyển, chỗ đó nếu mà nhẹ nhàng tí thì chúng ta qua, tức là cái màn mỏng này rất là dễ qua. Còn nếu mà không á, thì chúng ta sẽ trở thành chấp trước tâm rồi, chấp trước tâm rồi thì đủ chuyện để xảy ra. Thành ra có quyển, có hư, vân vân. Không chấp trước, không gì phi huyển, cái phi huyển vẫn còn không sinh, thì pháp quyển làm sao thành lập? Thành ra khi mà chúng ta nói là cái vạn pháp này nó là huyển, thì nếu như ở cái chỗ được gọi là một cái nhận định á, chúng ta phải dùng từ là nó nhận định đúng với đạo thôi, nhận định một cái nhận xét đúng với tất cả những cái pháp năng hiện hữu trước mắt chúng ta, thì chúng ta thấy nó là huyễn, là giả, là không thật. Thì cái chỗ này á, nếu mà chúng ta học đạo thông thường thì kiến giải này không sai. Tại tất cả các pháp là quyển thì không sai, đúng không? Lời nói này là quyển, là những hình sắc này là quyển, thân này là quyển, tâm này là quyển, thì kiến giải quyển hoàn toàn không sai. Nhưng mà đến đạo lý thì chưa. Vì sao vậy? Vì tới cái chỗ tận cùng của đạo lý á, không có quyển và phi quyển chỗ này. Mà không có quyển và phi quyển không có nghĩa là nó hoàn toàn không có. À, chúng ta phải hiểu ngược lại. Bây giờ nhìn một đóa hoa này, mình không thấy nó quyển. Đầu tiên là chúng ta thấy nó quyển để chúng ta thấy đúng với cái sự thật của hoa đang hiện ngủ. Tại vì nó đây rồi một chút nó cũng héo cũng tàn, thì nó là quyển chứ nó không thật. Hồi nãy nó chưa có, bây giờ nó có do nhân duyên mà đem nó lại đây. Do đất nước, rồi do trời đất trăng sao, do sự chăm sóc, do đủ mọi duyên thì nó thành một đóa hoa trước mặt mình. Duyên này tan thì coi như nó không còn, cho nên nó rõ ràng là quyển. Đúng rồi, không sai. Nhưng mà quyển được so sánh với cái gì? Với cái phi quyển. Thì vậy là do chúng ta học có một cái gì không phải là quyển ở đâu đó, cho nên bây giờ mình so sánh thằng này là quyển, đúng không? Thì mình nhìn tất cả các pháp là quyển cũng là một cái nhìn có so sánh, chứ không phải cái nhìn đến sự thật. Chúng ta nên hiểu điều này, phải không? Nhìn các pháp là duyên sanh cũng là cái nhìn so sánh, chưa phải là thật. Cái thật nó không có cái quyển và phi quyển. Cái biết quyển nó không phải là quyển. Cho nên trong kinh Viên Giác nó là tri huyển tức ly, đúng không? Tức là mình biết nó là quyển là mình lìa cái quyển đó. Tri huyển tức ly, ly huyễn tức là giác, đúng không? Ngay cái phút chốc mà mình ly cái quyển này tức là mình giác rồi, nhưng chỗ đó vẫn chưa tới. Nhưng mình chưa có ly được quyển thì cái bước thứ hai mình làm sao mình tới nổi. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, giác tức là Bồ Đề. Tới cửa thứ ba này mới thực sự là không có quyển và phi quyển. Ngay cái chỗ mà ly quyển đó, là không có quyển và thật. Mình lìa khỏi cái quyển rồi thì mình vẫn còn an trụ cái chỗ mà không phải quyển, tức là cái chỗ giác đó. Nhưng mà đến cái cửa thật đó rồi, không có cái giác và cái mê nữa thì nó mới tức là Bồ Đề. Đó là cái cảnh giới thật, lìa quyển và phi quyển. Không phải là nhân duyên mà cũng không phải là tự nhiên thì nó mới thật là đạo. Cho nên nếu mà cái tầng bình thường chúng ta thấy đã vượt qua nhân duyên, tới nhân duyên là đã giỏi rồi. Ở chỗ đó trong kinh đó là người ngộ lý nhân duyên được chứng quả Bích Tri Phật. Người thấy được tất cả các pháp tự tánh không là chứng được quả Bồ Tát. Nhưng mà Phật trí thì không phải là nhân duyên, không phải là tự tánh không nữa, không phải quyển và phi quyển, không phải quyển và lìa quyển nữa, không phải hai cái đó. Thì ở đây Đức Phật nói là cái phi quyển còn không có thì quyển làm sao mà thành lập. Cho nên có quyển
có chân với chính mình, tức là mình rất sâu xuống tầng tâm thức rồi. Thật ra đến những cái chỗ này Đức Phật đã nêu cao cái chân trời tự tánh rồi. Đức Phật đã lột sạch luôn cái hồi trước đó là thu thất đại rồi, phải không? Tất cả đại là đất nước gió lửa phong đại, rồi kiến đại, rồi thức đại, tất cả những điều đó là Như Lai tàng tâm trùm khắp pháp giới rồi. Tới đây nói tới cái chuyện nhân duyên, tới cái chuyện huyễn cũng phải vượt qua. Còn nếu không chúng ta vẫn là hai bên, vẫn là hai bên. Còn ta thấy tất cả các pháp là huyễn, vẫn là còn hai. Thật ra cái phi huyễn cũng không có, và pháp huyễn thì hoàn toàn không được thành lập ở trong tâm thức của mọi người đang dụng công tu tập. Đó là mọi người đã vượt thoát. Đó mới gọi là Như Huyễn Tam Ma Đề, tức là cái định Như Huyễn. Đây là một điều đặc biệt. Cái thiền Tam Ma Đề, một cái loại thiền định Tam Ma Đề, tức là không có huyễn và phi huyễn mới đạt được cái thiền định đó, cái định đó. Thành ra bây giờ mình còn thấy tất cả các pháp là huyễn thì mình bây giờ không bao giờ đạt gọi là cái định Tam Ma Đề được. Không đạt tới cái chỗ này, không đạt cái loại thiền đó. Cho nên cái trí tuệ của thiền học, cái trí tuệ của Phật đạo, nếu mà chúng ta học bình thường chúng ta thấy nó thường lắm, như chùa có mỏ tụng kinh ăn chay rồi niệm Phật vậy thôi, nó trở thành một cái gì rất là xoàng xỉnh của đạo Phật. Nhưng mà đi sâu vào chuyên môn trí tuệ của mình, một cái thấy mà đủ để có thể phá vỡ được vô minh ngàn đời ngàn kiếp không đơn giản. Chúng ta phải làm sao tất cả những cái thấy mà không phù hợp với Phật đạo, chúng ta phải chỉnh hết những cái thấy đó lại. Ngay cả cái thấy cái pháp quyển chúng ta cần phải chỉnh nếu muốn nhập cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đừng nói chuyện đúng chuyện sai nữa, phải không? Chuyện đúng chuyện sai là cần phải chỉnh rồi, thấy bên này, thấy bên kia, thấy bên nọ cần phải chỉnh rồi, cái chuyện đó không bàn. Nhưng mà tới đây cái pháp Như Huyễn chúng ta còn không có chỉnh được. Chúng ta thấy pháp Như Huyễn là thật thì chúng ta chấp cái pháp quyển đó, chứ không phải là chúng ta thấy cái quyển. Cho nên là dù chúng ta có thấy các pháp là quyển, dù chúng ta có lìa quyển thì vẫn phải tiến thêm mấy bước nữa lần. Còn đằng này nếu mà chúng ta còn thấy cái pháp như thật là chịu rồi, còn xa lắm. Thật ra phải thấy được không có cái gì là huyễn và phi huyễn nữa, chúng ta nó vượt qua ở hai đầu huyễn và phi huyễn thì chúng ta mới đạt được cái thiền Tam Ma Đề, thiền định Tam Ma Đề. Đó là cái định mà Phật muốn chỉ chúng ta. Đức Phật nói tiếp: Bảo giác chắc như kim cang vương, không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa, khải ngón tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh được, là con đường thẳng tiến niết bàn của mười phương các đức Như Lai. Đức Phật nói cái bảo giác đó đó, nó chắc như kim cang vương, tức là kim loại kim cang bất hoại của mình, mà vua của cái loại kim cang bất hoại đó, một cái sự bền chắc, một cái định lực kiên cố không bao giờ ai có thể lay động được, trong cái thấy vượt ngoài quyển và không quyển đó chúng ta mới được cái định này. Còn mình thấy cái pháp như quyển mình có thể được định nào đó, và chúng ta được định đó, định đó có thể vì cái pháp này pháp nọ có thể làm chúng ta dao động thay đổi. Nhưng khi chúng ta đã vượt ngoài tầm của quyển và phi quyển rồi á, thì chúng ta sẽ được một cái loại giác mà gọi là cái bảo giác, cái giác quý báu đó đó, nó vững chắc, không có cái gì có thể làm lay đổ họ được. Dù có đi xuống 18 tầng địa ngục chơi vẫn đang ở trong định. Lúc đó chúng ta dạo lục đạo luân hồi luôn ở trong diệu định, phải nói như vậy, ở trong đại định chứ không phải là đi luôn lục đạo luân hồi gọi là bị sinh tử. Thành ra các vị thiền sư khi mà đạt tới cảnh giới này rồi thì không có cảnh giới nào các vị không có tới, chúng ta đừng có hiểu lầm. Thiền sư sẽ tới không chừa cảnh giới nào để cứu thoát người ta trong từng cửa ngõ, từng ngõ ngách rất là nhỏ nhiệm mà người khác không bao giờ đủ sức để có thể làm. Nhưng nhìn mở bề mặt bình thường, tịnh loạn thì có thể đánh giá thấp những cái vị Đại Bồ Tát đi vào nhân gian. Nhưng mà hiểu sâu tới chỗ này rồi
mình mới thấy quý kính những người đó. Chứ thực sự các vị Bồ Tát lúc nào cũng thanh tịnh ở cảnh giới các ngài thanh tịnh, xuống đây mang cái thân phàm cái là thấy mệt rồi. Mang cái thân này rồi ăn phải uống phải sinh hoạt cái trần gian này phải buồn thương giận ghét là chúng ta thấy mệt lắm. Đôi lúc chúng ta cũng cảm giác nó mệt. Nhưng mà cái tâm lực và cái sức định của một vị Đại Bồ Tát chúng ta thấy dễ sợ ở cái chỗ là dù có mang cái thân này vào trong lửa nóng các vị vẫn chịu đựng được để mà giúp một chúng sanh nào đó. Thì ra trong một cái đoạn đời của các vị Bồ Tát á, chúng ta nhìn lại cho kỹ chúng ta thấy thương các ngài lắm. Có những cái phải chấp nhận những cái thương đau để giải quyết một cái rút của một cái người đệ tử họ sẵn sàng làm. Mà nhiều khi giải quyết xong cái chuyện đó rồi họ bị mất cả thanh danh của cuộc đời. Nhưng mà vì cái mục đích xuống đây để độ người đó họ làm liền và xem như xong một chuyện họ đi. Thế gian cứ giỏi mà bình luận đi. Bình luận tốt xấu rồi cứ bình luận đi, đi mất rồi. Đó là cái đoạn đời ngắn nào xuống làm chuyện đó à. Có nhiều ông thầy, nhiều vị Bồ Tát xuống đây chỉ làm thầy bói chơi thầy. Ngồi bói gì đó suốt đời chơi gì đó. Rồi đi. Nó bình luận tốt xấu rồi. Nói ổng mê tín gì đó ăn cũng được. Nữa. Có những cái dạng Bồ Tát, họ là một người ăn mày cả đời. Tại vì tất cả những công hạnh của thế gian dù sung sướng, dù cực khổ cỡ nào, tất cả các vị Bồ Tát đều phải trải qua không bỏ sót một hạnh nhỏ nào hết mới tròn cái hạnh nguyện của một Bồ Tát. Và khi vào con đường cùng cực khổ đau để họ thông cảm được cái khổ đau của trần gian này và họ có cách để đi ra. Cái hay của các vị Bồ Tát ở chỗ này. Các vị vào hết những cảnh giới nhiễm trược của thế gian này và khi tới đâu họ soi sáng chuyện đó tới đó. Đây là điều đặc biệt của trí tuệ Phật Đạo. Lạ lùng lắm, đi chỗ nào chỗ đó thành sáng. Chứ không phải chỗ đó để bị nhiễm. Và có thể cứu thoát được. Tất cả những chỗ họ tới họ đều có khả năng cứu thoát được, họ mới dám vào. Tức là thường là những cái Bồ Tát nghịch hạnh là đủ tất cả những cái lực để đi nghịch. Và họ cứu thoát được những cái đối tượng mà họ tới. Họ thừa sức đó họ mới vào con đường nghịch. Thành ra cái bảo giác đó là không có cách nào có thể làm lay đổ được. Ở chỗ này gọi là cái bất thối rồi. Cái trí tuệ không bao giờ bị lui sụt nữa trong tam giới này. Cả cái tam giới này không ai còn có thể làm lầm được một vị này nữa. Khi đạt tới cảnh giới mà vượt ngoài quyển và phi quyển rồi thì không ai có đủ sức để có làm cho họ mê mờ được đâu. Mang cái thân nào họ cũng giác ngộ chứ đừng nói mang thân người. Đây là điều mà chúng ta phải biết về cái bảo giác này. Họ chung vào trong thai họ cũng vẫn là cái người trí tuệ chứ không phải vào trong thai mê lầm giống như chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ ràng cái định lực của các vị khủng khiếp. Cái bảo giác này khó có cái gì mà có thể làm lay đổ được. Và nó sáng như kim cương đang chói lọi giữa ánh mặt trời. Và lúc nào cũng sáng như kim cang vương. Lúc nào cũng cứng chắc là và vững chãi không bao giờ bị lay đổ. Có những cái cảnh giới mà người ta nghĩ người ta còn không dám nghĩ. Nhưng mà các vị Bồ Tát lọt vào trong đó. Họ sẽ tới. Thực sự với những cái công phu mà để đạt được định, nói quay trở lại độ sanh mấy vị mà thường thường không dám quay lại, lại quay lại dễ bị động. Ngồi thiền mà nhập định được 5 năm, 3 năm rồi chứng được cái này cái kia nọ rồi về quay lại để độ sanh họ sợ lắm, họ sợ động. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì thừa sức để đi sâu hơn chứ không phải là đi ngang cái tầng động và loạn đó. Thật ra có những vị Bồ Tát thực sự trong những cõi người của mình, phải nói là cái cõi ta bà khổ này Bồ Tát xuống cũng rất là đông. Nhưng mà thấp hơn cõi của người của mình á, nó cõi súc sanh các vị cũng lui tới. Chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy là tiền thân Đức Phật đã từng làm con nai chúa, từng làm con khỉ vân vân, tất cả những loài thú đó. Các vị Bồ Tát lướt qua hết, tức là phải nếm trải từng cảnh giới một trong lục đạo luân hồi này để thấu hiểu được những cái vui, cái khổ của tất cả các cõi. Và có đủ phương tiện để độ nó. Không phải là Bồ Tát không đủ sức làm chuyện này. Nhưng mà có rất là nhiều người hiểu lầm. Họ không thấy nổi. Ví dụ như bây giờ, nếu mà ai biết quá khứ vị lai, thấy cái người này đời này làm ông thầy, cũng muối tiếng này nọ rồi kia, cái đời sau cái làm con thú gì đó, cái nó rồi bị đọa rồi.
Nó rồi tước ổng làm tăng mà đời này ổng làm thú rồi ổng bị đọa rồi. Đúng không? Cái nhìn của thế gian là như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu thấu nổi cái tâm lượng của Bồ Tát đâu. Lòng từ các ngài muốn cứu tất cả các loài, cho nên các ngài đi vào những cái loài mà nhơ hơn nữa, thấp hơn nữa, để dùng cái tiếng nói của loài đó mà cứu được loài đó. Đó gọi là đồng sự nhiếp của các vị Bồ Tát. Nhưng mà khi thấy các vị đi sâu vào cái loài súc sanh, cái nói là ông này cũng đọa sâu lắm rồi. Đọa sâu lắm rồi, chúng ta hiểu lầm rồi. Chúng ta không hiểu nổi. Thật ra cái bảo giác Kim Cang Vương là không có cái gì có thể làm lay đổ được nữa. Khi đạt được cái định này rồi là xong. Trong tam giới này, tất cả những cảnh giới, tất cả những cõi giới đều phải tự do ra vào một cách thoải mái và không bị lầm lẫn trở lại nữa. Không phải là làm người. Bây giờ trí huệ của một loài người rất là siêu xuất, vì xuống làm một con heo hay là một con chó gì đó, cái mất cái trí huệ Phật đạo, không phải như vậy đâu. Nó lúc đó nó sử dụng cái trí huệ của đồng loại của nó nha. Vẫn sử dụng trí huệ của con heo, hoặc là sử dụng trí huệ của con trâu, vẫn sử dụng trí huệ của đồng loại nó, nhưng mà trí huệ nó vẫn siêu xuất. Đây là điều rất là lạ. Và sau cái lột xác, bỏ cái xác đó rồi á, thì nó mang lại trở lại hình người. Thì người ta cứ nghĩ là con thú này được tiến quá làm người, chắc lẽ chậm lục, xin thưa không có đâu. Nếu người bình thường do nghiệp làm thú mà trở lại làm người thì có thể chậm lục. Nhưng mà các vị Bồ Tát đã đi vào trong đó, đi ra thì còn siêu xuất hơn cái kiếp làm người trước nhiều lắm. Tại mỗi một kiếp là họ đào luyện một cái loại trí tuệ của một cảnh giới. Đây là chuyện rất là đặc biệt. Những vị Bồ Tát đang làm việc ở nhân gian được cũng vậy. Mỗi khi họ vào một cái lĩnh vực nào đó, ví dụ như bây giờ, và họ vào cái lĩnh vực buôn bán, họ vào cái lĩnh vực làm ăn nào đó, họ vào trong đó trong một đoạn rất ngắn thôi, họ trở thành một người siêu xuất trong cảnh giới đó. Và họ có đủ kiến giải để mở và cột trong cái con đường mà họ tới. Và họ đủ sức để khai thông con đường đó đến cái đường tuyệt diệu nhất của nó. Cái hay của trí tuệ Phật đạo là vậy. Phật đạo đi đến đâu soi sáng tới đó. Ví dụ như mọi người mà đã hiểu biết đạo lý rồi, cứ nghĩ rằng những người đó ngộ đạo, họ không biết làm ăn, không có đâu. Tại họ không đem cái đầu họ vào trong chuyện đó thôi, chứ họ vào một cái là một thời gian ngắn thôi, trở thành người siêu xuất trong kinh doanh. Phải dùng cái từ là siêu xuất chứ không phải là bình thường. Trong lĩnh vực chính trị, trong lĩnh vực văn hóa, bất kỳ lĩnh vực nào, họ nếu để cái đầu vào, họ trở thành người siêu xuất. Tại trí tuệ của họ nó không có còn vướng trong những cái khung sáo bình thường theo những cái bài bản mà từ trước giờ thế gian đã dạy cho người khác. Người sao đi học trường lớp, đi học bài bản, học khôn, học khéo, học bất kỳ một cái gì, không thể so sánh được cái người đã đập phá được hết những cái khung sáo. Trí tuệ họ có thể xuyên thấu được tất cả những cái cảnh giới đó. Khi họ nhúng tay vào là họ đạt được cảnh giới này. Cho nên cái việc mà lên xuống trong sinh tử luân hồi, xuống tới 18 tầng địa ngục đi nữa, vẫn không bao giờ làm lay động được cái bảo giác này. Chắc như Kim Cang Vương thực sự không bao giờ nhiễm được cái người đó. Đây là điều rất là lạ mà chúng ta phải hiểu được, là cái lực định của Đại Thừa. Cho nên các vị gần như là khi đã đạt tới cảnh giới này rồi, là không có phút giây nào mà không đi những cảnh giới càng lúc càng tệ hơn để cứu vớt chúng sanh. Cho tới cái đời cuối cùng muốn thành Phật thì tính sao. Còn trong suốt quá trình hành đạo Bồ Tát là các vị đi lên đi xuống, không phải là bữa nay cái phước họ vậy cái là đời sau họ được tăng theo cái kiểu phước báo của người bình thường. Không? Ví dụ như mình là cái người phàm. Bây giờ trong cái đời này mình tu tập, mình làm phước nhiều quá, mình là cái người đời này nó không có giàu có khá giả, đời sau mình sẽ làm tỷ phú. Rồi thành tỷ phú rồi làm phước nữa, làm giàu. Rồi chúng ta có tiền, chúng ta bố thí cúng dường để đời sau chúng ta được sanh lên cõi trời. Ví dụ vậy, không phải cái phước tăng trưởng đó thì thay đổi cái cấp độ sanh tử, cái kiểu của chúng sanh. Nhưng có khi đời này ông chơi cõi trời, đời sau ông xuống cõi người, đời sau ông xuống với địa ngục, đời sau ông xuống sâu hơn nữa. Cái mà nói, ôi sao ông này mới thấy ông cõi trời, giờ ông xuống cõi người, tức là ông xuống, ông rớt đẳng cấp rồi. Cái ông xuống súc sanh là ông rớt cái nữa, ông xuống địa ngục là coi như ông rớt cái nữa. Xin thưa không phải. Bồ Tát không bao giờ bị rớt cấp, không bao giờ rớt đẳng cấp. Vẫn luôn là đẳng cấp của Bồ Tát. Nhưng mà khi cứu độ giống như mình bây giờ đi, giống như mình nói là ngay cái đời người của mình thôi. Nếu mình là một người tỷ phú, không? Mình có đầy đủ tiền của rồi, bây giờ mình muốn giúp một cái làng quê thật là nghèo nàn, thì mình đem tiền đem của tới đó, mình giúp đỡ người ta, mình cất nhà cất cửa, cho quần cho áo cho cơm rồi nọ.
Như mình có phải là cái người nghèo khi mình ở đó mình một năm, hai năm để mình xây dựng nhà cửa người ta, mình có phải là người nghèo không? Không bao giờ rớt cái đẳng cấp đó. Bồ Tát còn dữ hơn cái đó nữa, không bao giờ bị thay đổi. Thật ra nói tới cái lực định của Bồ Tát khủng khiếp. Cho nên từ cái lúc mà bỏ cái thai này đi nhận cái thai khác, bỏ cái thân này đi nhận cái thân khác, bỏ cõi giới này đi tới cõi giới khác, đều tất cả bằng cái định lực để mà đi, không có rời được. Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi cái điều này, chỉ trừ trường hợp những người đã tới chỗ này mới biết được. Thật ra cái tâm hạnh của Bồ Tát chúng ta thấy là chúng ta phải thờ và phải lại chứ không còn đường nào khác hết rồi. Nghĩ tới các vị Bồ Tát đang hành cái hạnh Bồ Tát mà các vị đi vào con đường nghịch hạnh, nó có những khi họ cực mà mình thấy mình mắc gì mà phải cực như vậy. Mình thấy mình thương á. Nhưng mà các vị đang phát nguyện một đời họ làm chuyện đó, là họ làm mình thấy thương lắm. Đáng lý là các vị Bồ Tát không có cần phải làm những chuyện như vậy. Nhưng mà tất cả những cái bài học thuận nghịch của tam giới, các vị Bồ Tát không qua hết thì không thể thành Phật. Không chịu thành Phật chứ không phải không thể nha. Các vị thừa sức để có thể chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng các vị phải dạo hết lục đạo luân hồi này, tất cả những cửa ngõ khổ đau cỡ nào các vị phải lướt qua một lượt rồi mới chịu ngồi đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là hạnh nguyện đã viên mãn. Còn chưa các vị không mới chịu. Đó là chuyện của các vị Bồ Tát làm, và chuyện của cái lực định đại thừa, gọi là cái bảo giác này, bảo giác kim cang vương này. Thực sự khó cái gì mà có thể thâm nhập làm ô nhiễm và phá vỡ nó được. Nó gần như nó có một cái vỏ bọc rất là tuyệt vời cho một cái đời của người đã thực sự triệt ngộ. Lạ lùng ở cái chỗ là khi mà họ đã nhận được tự tánh, họ triệt ngộ tự tánh rồi á, là nó có một cái sự bảo toàn về cái sự bất nhiễm của tam giới này, chứ không phải nói cuộc đời này. Chúng ta dùng cái từ là nó có một cái sự bảo toàn lạ lùng lắm. Để gần như là họ không có cách gì họ có thể nhiễm được. Không có cách gì có thể nhiễm trở lại được. Ở đây Đức Phật nói là bảo giác chắc như kim cang vương, không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa. Không có nhiễm, không có tịnh nữa chỗ này. Giống như là hoa sen luôn luôn tỏa ngát hương thôi, chứ không có nói chuyện nhiễm tịnh. Thật ra chúng ta thấy nha, nếu mà mình không phải là người trong cuộc, mình đứng ở ngoài nhìn vô mình sẽ thấy người đó nhiễm. Nhưng mà người trong cuộc sẽ thấy đây là một cái bậc tuyệt vời để cứu mình. Và chỉ có người đó hiểu thôi. Có nhiều khi một vị Bồ Tát làm chỉ có một người đó hiểu thôi. Người đó sẽ biết được là cái vị này tới làm cái gì cho mình. Vị đó cảm nhận được đạo lý đó. Và chính người đó sẽ được vượt thoát nhờ cái người này. Tại nó đi vào con đường nghịch thì rất khó giải thích với người thứ hai. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải biết. Có những cái chuyện mà chỉ có bản thân người đó biết và xong rồi thôi. Thật ra cái về những cái dư luận về các vị mà thực sự mà làm hạnh Bồ Tát á, các vị luôn luôn nhận được hai cái. Nhận được hai cái thôi. Cái người được nhờ ơn ít thì họ khen, mà thầm khen có khi là những cái tiếng khen nó không dám khen ra bên ngoài nữa. Họ bí mật biết điều đó và họ trọng ơn thôi, chứ điều đó họ cũng không dám kể bên ngoài. Và ngược lại, bên ngoài sẽ nhìn thấy cái hạnh của vị đó, có thể đánh giá lầm là người này ô trực. Chúng ta sẽ thể hiểu lầm điều này. Nhưng các vị Bồ Tát thì không quan tâm. Không quan tâm. Các vị dứt khoát cứu độ là họ chỉ một bề cứu độ mà thôi. Rồi khi nào mà người ta hiểu được thì lúc đó người ta mới có thể thông cảm. Thế thì khi cả một cái đời hành đạo của một vị đó, cho tới khi nhắm mắt rồi, năm 30 năm sau, có khi 100 năm thì người ta mới hiểu được ông này thực sự cứu đời. Có khi trong đời sống của họ, họ hoàn toàn không được thiên hạ chấp nhận, ít được thiên hạ chấp nhận. Có những người nghịch hạnh ít được thiên hạ chấp nhận lắm. Thuận hạnh thì ai cũng có thể chấp nhận được. Đi theo trình tự, đi theo thứ lớp, rồi cái gì là đẹp, cái gì là đúng, cái gì là khuôn sáo, thì cái chuyện đó ai cũng có thể làm được. Nhưng mà nghịch thì không đủ sức. Nhưng mà muốn đi vào con đường nghịch hạnh thì phải đạt tới cái bảo giác kim cang vương mới được quyền đi. Ra đây đi đâu đều nở hoa tới đó, đời sống của họ ở đâu đều nở hoa tới đó. Đó thật sự là một vị Bồ Tát. Khải móng tay vượt hàng vô học, đây là một cái sự thật. Cái câu mà trong chứng đạo ca là gì? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Tuyệt học
Thì khi mà mọi người đã đạt tới cái mức mà không còn phải học hiểu nữa, đạt tới cái hàng vô học là ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Tức là những cái hàng vô học là tương tầm với các vị A-la-hán, không còn phải học thêm nữa, đủ rồi. Đạt được cái định để chứng quả thánh là đủ rồi. Nhưng mà các vị Bồ-Tát là một khải móng tay thôi đã vượt quá xa với các hàng vô học. Đây là chỗ mà chúng ta mới thấy khủng khiếp ở trong đạo Phật. Cho nên có những người chúng ta thấy là họ tu cả một cái đời của họ, hành trì khó khăn với bao nhiêu công phu, nhưng mà họ chỉ thay đổi chút xíu trong cái cuộc đời tu tập của mình, họ biến chuyển chút xíu thôi. Nhưng có những người họ thấy thằng tàn lắm, họ thấy họ công phu gì hết, ngủ đêm tới sáng ngày, họ trở thành người siêu xuất trần gian này. Thì điều đó rất khó có người có thể chấp nhận được. Nhưng mà đối với đạo Phật, chuyện này có xảy ra. Chỉ cần qua một cái chuyện thôi trong cuộc đời của họ, họ có thể trở thành bậc siêu xuất liền tại chỗ. Bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra điều này. Thì chúng ta học thiền chúng ta phải thấy điều đó. Cho nên chúng ta không có dám coi thường người khác là vậy. Ai cũng có khả năng trong một thoáng chốc thay hồn đổi xác. Và ai trong người cũng có cái năng lực Phật đạo đó. Cho nên chỉ cần trong một khẩy móng tay là chúng ta vượt hàng vô học. Chuyện này xảy ra rất thường trong tam giới này, và nhất là trong cõi người chúng ta. Thấy thì vậy á, thấy chúng ta bây giờ cái gì nó cũng bích, cái gì nó cũng lấp, cái gì nó cũng không mở hết, rồi muốn khai thông mình không được. Cứ dần tới kéo lui, cứ ức cái này, ức chuyện kia, mở hoài không ra. Nhưng mà trong một chớp mắt thôi là chúng ta hoàn toàn thành con người mới, tỏ thông hết tất cả mọi điều, thay đổi hết tất cả cuộc sống chúng ta. Chứ không ai là người bế tắc lâu dài. Nhưng mà người đó phải sẵn sàng chết cho đạo lý, sẵn sàng bỏ thân mạng này vì Phật đạo. Gần như là sẵn sàng 100%, chứ không có lúc nào mà chúng ta được quyền thay đổi cái thái độ sống cho đạo. Thì trước sau chúng ta mới được đạt được cái điều này. Pháp ấy không gì so sánh được, là con đường thẳng đến niết bàn của mười phương các đức Thế Tôn. Đức Phật nói chuyện này, thật sự thì không có pháp nào có thể so sánh được cái bảo giác Kim Cang Vương này hết. Cái trí tuệ mà vượt thoát giữa quyển và phi quyển này thì không có cái gì có thể sánh bằng rồi. Đó là con đường thẳng tới niết bàn. Và đó là điều mà có chư Phật mười phương chỉ dạy, chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi ra khi chúng ta đã đến một cái đoạn nào đó, chúng ta thấy giữa mình, cái thế giới mình, cái kiến thức của loài người mình, nó khác với kiến thức của chư thiên, hoặc là nó khác với kiến thức của một cái hành tinh nào đó, thì biết rằng là chúng ta còn đang ở trong cái vòng của tâm thức, chúng ta chưa ra. Một phen khi chúng ta nhận được điều này rồi ha, chúng ta thấy giữa mình và chư Phật mười phương không hề khác nhau mãi may nào hết. Ở đây không phải là nói ngoài. Trí tuệ đó nó tròn đầy như chư Phật mười phương như vậy, không hề có một chút xíu nào sai khác khi mà chúng ta triệt ngộ. Nhưng công hạnh chúng ta vẫn còn tiếp tục độ sanh, chứ không phải là chúng ta đi trong sanh tử là bị trôi lăn nữa. Nhưng mà nói về giác ngộ Phật đạo thì trí tuệ đó không có thua kém bất kỳ một ai. Và tự động người đó sẽ thấy rằng trí huệ tròn đầy khắp pháp giới mười phương này của mình và chư Đại Bồ Tát, của chư Phật mười phương không khác nhau trong cái khoảnh khắc chúng ta triệt ngộ đó. Phút chốc đó chúng ta thấy một sự bình đẳng pháp giới toàn chân này không hề có cái gì sai biệt cả. Thì khi đó chúng ta đã nhận được cái cảnh giới Niết Bàn thật sự, đạt được cái bảo giác Kim Cang Vương này thật sự. Vì vậy là cái thấy của họ, cái dạy của họ và cái dạy của chư Phật mười phương không khác nhau. Nhưng mỗi một cái cõi là có một cái kiểu sinh hoạt khác, có một chúng sanh sinh hoạt theo cái tầng tâm thức khác. Cho nên ở cõi người thì nói tiếng nói ngôn ngữ của loài người, ở cõi trời thì nói tiếng nói và ngôn ngữ của loài trời. Từng cảnh giới, từng cõi giới nó có cái cách sinh hoạt và cái kiểu hành trì khác nhau thôi. Nhưng cái chỗ chính, cái bảo giác này giữa mình và chư Phật mười phương không khác. Thành ra khi mà một người nào trở lại cái chỗ mà chúng ta vượt qua khỏi cái thức A-đà-na đó,
Khi mà chúng ta chưa vượt khỏi cái thức A-la-na nhỏ nhiệm mà nãy mình nói, thì mình vẫn thấy có cái sự sai khác giữa mình với vạn hữu. Chúng ta nên biết điều này. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua được cái thức A-la-na nhỏ nhiệm kia, vượt qua cái thanh tịnh nhỏ nhiệm kia, thì chúng ta thấy rằng mình và tất cả mọi cái không phải riêng khác nữa, mà là hòa nhập trong pháp giới mười phương này, chính là mình một phen. Mình là cây cỏ lá hoa, mình là hư không, là vũ trụ mênh mông này. Và phút chốc đó tràn ngập cái biết khắp mười phương pháp giới này một lượt, để chúng ta biết khắp vũ trụ này một lần, mà không phải là cái biết của mắt tai mũi lưỡi thần ý. Lúc đó chúng ta nhập trong tự tánh, nhập trong niết bàn. Thì người đạt được như vậy mới là hiểu được cái điều mà chư Phật mười phương muốn dạy, và Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn chỉ chúng ta ở đoạn này. Thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn gần xa.